Làm thế nào để bạn có thể set up một phòng tập yoga chuẩn, gọi là chuẩn siêu phẩm luôn? Thì trong ngày hôm nay thì Kim Ba được sự hỗ trợ của một chuyên gia nhiếp ảnh Hải Phòng, Lưu Thành Đạt. Các bạn tra Google phát Lưu Thành Đạt ra, nhớ là Lưu Thành Đạt nhé, đừng có nhầm trong bộ phim Tam Quốc. Ok, thì bạn Đạt đang hỗ trợ mình trong việc set up toàn bộ cái phòng tập yoga. Chứ hồi trước không biết, xong mình mò tịt một đống cam thiết bị mà chả biết sử dụng cái gì trước. Thì Đạt có thể chia sẻ mọi người là hồi trước mua cái này nhưng mà không biết set up như nào. Rồi, thì đầu tiên để có một cái phòng chụp như anh có thể quay lại đây cho các bạn xem này, thì toàn bộ bối cảnh chắc chắn là chúng ta phải dùng phông xanh rồi, để chúng ta có thể tách key được. Đấy, thì sẽ có phông xanh nền và phông xanh của 2 hoặc 3 góc thì càng tốt. Thì nếu mà phông xanh được cả 3 góc ấy thì sau này mình sẽ lùi cái camera lại càng sâu hơn. Còn đây, quá anh hôm trước anh treo thấp một phát thế là nó không tách được. Đúng rồi. Bây giờ mình và cái người ấy, khi mà cái người dậy ấy, người ta sẽ ngồi tách cách phông càng nhiều càng tốt, thì tránh cái bóng đen nó vào trong phông. Cái thứ hai là mình sử dụng tối thiểu là 3 đèn như đang setup ở đây. Thì ở đây nó ở đây là một cái đèn tổng. Cây này là cây đèn tổng của cây đèn LED này. Cây này công suất phải lớn nhất để đánh lên trần, đánh hất lên trần. Và khi nó phả ánh sáng xuống nó sẽ làm mềm toàn bộ căn phòng. Đây ví dụ như mình tắt thử hai cái đèn này đi. Thì cái đèn tổng này nó vẫn còn tác dụng rất là lớn. Đấy. Thì ánh sáng cũng hầu như là không có gì cả. Nhìn cam vẫn nét, vẫn đẹp. Đúng. Nhìn cam màn hình vẫn nét căng luôn. Thì nếu cái đèn này rất là đắt, đèn này hồi mình mua là khoảng 8 triệu. Cho hôm nay thì anh tặng cho anh à? Hôm nay chắc là sắp được tặng. Còn cũng có những cái mã đèn rẻ hơn ấy, thì công suất nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà với đèn LED mà dùng cho quay cứ khoảng tầm 7-8 triệu là ok. Rất là em tốt. Cứ để đấy. Rồi. Một vài tháng nữa anh gửi lại. Tiếp theo ấy, thì nếu các bạn thích cái mặt của người dậy mà nó sáng hơn thì các bạn có thể dùng thêm một vài cái đèn hỗ trợ nữa. Đấy, nó sẽ có cái subbook này, cái này gọi là subbook, cái bọc ngoài đèn này. Làm đấy, mềm đi ạ? Nó sẽ làm mềm ánh sáng, tản mềm ánh sáng ra. Đấy, thì trong trường hợp mình sẽ dùng hai đèn, một đèn úp từ trên xuống và một đèn hất từ dưới lên để xóa cái bóng cằm cho người dậy, cho diễn viên này. Đấy, nó sẽ hơi xóa nhẹ đi bóng cằm. Cái cằm là chỗ này đúng không? Đúng rồi, bóng cằm, bóng cổ, sáng, bóng lỗ mũi. Hồi trước anh không biết anh để hai cái đèn hai bên. Đúng rồi, thì nó sẽ là hai cái ánh sáng úp xuống làm cái bóng ở dưới rất là đậm. Khi mình setup ngược lại thì nhìn ở trên màn hình này thấy là sẽ hầu như không có cái bóng cằm, nhìn nó sẽ đỡ xấu hơn. Và khi là tập những cái động tác quỳ ấy, động tác bò trườn ấy, nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy, rồi. Đây thì mình thử tắt cái đèn tổng này. Đấy. Thì có phải là nó sẽ hơi gai, ánh sáng nó hơi cứng hơn, hơi gai, lên viền tóc thôi. Đấy. Thì nó sẽ mềm hơn. Đấy. Thì đấy là cách setup đèn cho nó đẹp nhất. Tiếp theo là đến cái máy ấy, thì các bạn mua một cái máy ảnh mà nó phải có đầu ra là HDMI. Đấy, đầu ra HDMI nó sẽ ở bên sườn của máy ảnh này. Thế thì thường bây giờ các cái máy rẻ nhất các bạn có thể dùng là Sony A6000, Sony A6300, 6400, 6500. Đấy, cái này là anh mua cũ ấy chứ. Đúng rồi, thì nó sẽ có cổng đầu HDMI ra này. Thì đây là cái bàn trộn. Đấy, bàn trộn này nó trộn được tối đa là 4 máy ảnh một lúc. Nó có cổng HDMI vào này. Và một dây kết nối máy tính để bạn sử dụng cái phần mềm live stream. Để qua Zoom. Đúng rồi. Cái này ấy, cái này là để ví dụ nhiều bạn mà dạy online ấy, học viên sợ là họ không nhìn rõ. Thì bây giờ mình có 4 cái cam. Mình ví dụ như mình setup cái cam này là cam chân. Mình ấn số 1 phát là chuyển sang cam chân, cam mặt, cam lưng, cam bụng. Ví dụ chính xác. Hoặc là từ trên đầu xuống, ấn phát là xong luôn. Học viên nhìn rõ gọi cái là. Đấy, ví dụ màn hình này. Đây là góc chéo này. Anh Dư quay màn hình xem. Đây là góc chéo này. Đây là tạm thời đang đổi bằng tay. Đây là một cam nhá. Giờ chuyển sang cam khác này. Đấy, góc trực diện. Nhìn thẳng trực diện luôn. Rồi. Thế là huấn luyện viên chỉ cầm này thôi, ấn mấy cái là xong. Rất là nhàn. Rồi. Học viên nhìn căng luôn. Cái bàn trộn này như chắc tầm chục triệu sao ấy. Đó, mua hồi đấy là 8 triệu. Đấy. Tầm đấy cộng thêm phụ kiện lằng nhằng nữa là cũng phải tầm đấy ạ. Vậy thôi. Thế đấy, cần hai cái xúc bóc, còn một cái đèn bắn thẳng lên chân. Đúng rồi. Nếu mà cần thiết bị là một cái camera. Và đây là bàn trộn để chúng ta hỗ trợ, là bàn trộn tác dụng là biến cái máy quay thành cái camera để truyền vào phần mềm Zoom chúng ta. Phông xanh để bạn thì tách phông, thích các bạn nhìn trên logo của tớ là có logo về công ty, phòng tập. Còn hôm thích thì cho cả huấn luyện viên bay ra bãi biển cũng được. Đang tập phát, cho ra biển đi, cho anh xin kiểu đổi background phát vào cánh đồng cũng được, đến Paris cũng được. Đấy, cho thầy giáo ná màng đây, từ giữa đường này thì nguy hiểm quá, tập yoga ở giữa đường này. Đấy, bay lên núi, hôm nào chủ đề. Mở rộng màn hình ra thì mới xem được chứ. Tắt đi phát đấy. Đây là cách chúng ta có thể xếp làm phòng tập mà giết nhìn nét căng đúng không? Nhìn thấy cả lông mũi của huấn luyện viên luôn.
Thì trước mặt các bạn là một cái màn hình. Hồi trước tớ hay sử dụng máy chiếu. Máy chiếu thì nó mờ, nhưng mà với cái màn hình to như này thì sẽ nhìn rất là nét và nhìn rất là rõ được toàn bộ học viên của mình, họ hướng dẫn. Nhưng nói chung là học online không thoát được. Học viên đúng đấy đang ngồi còn ngáp, còn biết được học viên ngáp luôn chứ không phải là. Thì đó là những cái thiết bị cơ bản về một phòng tập, để bạn có thể set up một phòng tập online tại trong ngôi nhà của bạn với thiết bị. Còn về kỹ thuật, may quá có bạn Lưu Thành Đạt hướng dẫn. Thì hồi trước là đôi khi mình có thiết bị nhưng mình không biết cách sử dụng, nên là nó rất là mờ, rất là khó chịu. Mua thiết bị xong cứ để đấy thôi. May quá hôm nay sang cứu LED. Còn chiếc mic mà tớ đang nói chuyện với bạn Đạt, đây là cũng mic để chúng ta có thể dạy yoga. Nó rất là nhỏ, chuyển cài phát là xong. Thì bạn trời nắng hay trời mưa, hoặc là bên cạnh gà gáy, hoặc là người xe cộ, thì đôi khi vẫn có thể nói chuyện một cách rất là thoải mái. Và giọng nó thu âm của mình để giúp cho học viên của mình có cái âm thanh tốt, thay vì bạn phải hét lên chị kia, thẳng chân lên. Thì có mic sẽ tiết kiệm nguồn lực của chúng ta. Thì đó là những thiết bị cơ bản nhất để bạn có thể chia sẻ. À quên, từ thêm cái đèn, cái đồng hồ nữa để huấn luyện viên biết giờ nào còn hết giờ mà cho học viên dừng và ngủ. À, còn cái gì để review với các bạn nữa không? Còn cái gì? À, còn một giáo viên nữa. Ngoài công việc yoga thì còn phải thêm cả trợ lý này nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong video này. Thì hy vọng với cái thông tin này sẽ giúp bạn hình dung ra một bức tranh trong việc là thiết kế một cái phòng tập online ngay tại ngôi nhà của bạn. Với 5m² này thôi nhưng bạn có thể dạy hàng trăm học viên hoặc hàng nghìn học viên, không quan trọng. Trời nắng hay trời mưa cũng chẳng quan trọng, mình ngồi trong nhà enter phát. Và toàn bộ thiết bị này thì cũng không khó, chỉ cần một người có thể điều khiển, setup và để đấy thôi. Bấm tạch 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 mấy cái, camera tự chuyển, sau đó hít thở và học viên chúng ta hòa tan buổi tập, cho giáo viên bay lên núi. Mà thích thì cho giáo viên vừa bay trên mây vừa cưỡi cơn đảo vân cũng được. Ok, cảm ơn Đạt đã chia sẻ và hỗ trợ anh trong việc setup toàn bộ chương trình này. Không thì em cứ để nguyên thế, thì em đi về trước đi, còn mấy cái thiết bị để cứ để lại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, xin chào.